Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12. Chuyến thăm là dịp để Việt Nam và Trung Quốc cùng nhìn lại dấu mốc 15 năm thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, cũng như làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc trong tương lai. 73 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trải qua những thăng trầm lịch sử, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc giữ vững sự ổn định trong xu thế hữu nghị và hợp tác. Tình hữu nghị được các thế hệ lãnh đạo vun đắp trở thành tài sản chung của hai dân tộc. Mới đây nhất, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30 tháng 10 năm 2022, ngay sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tạo thêm xung lực mạnh mẽ để hai nước phát huy những điểm tương đồng, tiếp nối những nền tảng thuận lợi đưa quan hệ Việt-Trung bước sang giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững. Trung Quốc và Việt Nam, sông liền sông, núi liền núi, luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hai nước có thể chế xã hội tương đồng, nhân dân hai nước có truyền thống giao lưu hữu nghị lâu đời. Điều này làm cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước vô cùng đặc biệt, vượt lên trên các mối quan hệ song phương thông thường. Với nền tảng quan hệ láng giềng nhân dân gần gũi, trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, năm 2008, Việt Nam-Trung Quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng hợp tác cao nhất, nội hàm sâu rộng nhất trong quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên cùng Việt Nam xây dựng khuôn khổ hợp tác này. Thành tựu quan trọng nhất chính là sự tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước thông qua các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, thường xuyên. Quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua luôn duy trì thế ổn định và tích cực. Sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước luôn được củng cố và đi vào chiều sâu. Thông qua một loạt chương trình nghị sự quan trọng, hai bên đã dành sự ủng hộ kiên định và nhiệt tình với nhau. Bên cạnh quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư luôn là một điểm sáng cho quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương tăng 9 lần từ mức 20 tỷ đô la Mỹ năm 2008 lên 180 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới. Trong các vấn đề biên giới trên bộ, trên biển, hai bên đạt được những nhận thức chung về duy trì hòa bình, ổn định, kiểm soát thỏa đáng bất đồng phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc và Việt Nam vừa là láng giềng hữu nghị, vừa là đối tác thương mại quan trọng của nhau. Tiềm năng tương trợ, bổ sung về kinh tế thương mại giữa hai nước là rất lớn. Dự báo kỳ vọng tốt. Tới đây, hai bên cần đẩy mạnh thực hiện những nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đã đạt được để thúc đẩy tích cực hợp tác kinh tế thương mại và thực hiện mục tiêu cùng có lợi, cùng chiến thắng. Diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị hai nước. Kỳ vọng về một cái tầm mức mới của quan hệ hai nước và hy vọng rằng là trong chuyến thăm lần này thì các nhà lãnh đạo của hai đảng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn cái khuôn khổ quan hệ giữa hai nước để xây dựng một cái tương lai lâu dài cho quan hệ hai nước theo hướng bền vững hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn. Những lợi thế, tiềm năng, nhu cầu và nền tảng quan hệ sẵn có, cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của hai đảng và nhân dân hai nước, chính là cơ sở để tin rằng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, vào ngày 7 tháng 12, Tân Hoa Xã đã có bài viết ca ngợi quan hệ song phương với nhan đề "Tay trong tay cùng tiến, viết nên chương mới trong quan hệ Trung Việt". Bài viết của Tân Hoa Xã cho rằng chuyến thăm sẽ củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị lẫn nhau giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tạo ra động lực mạnh mẽ để bắt đầu một giai đoạn phát triển quan hệ song phương từ điểm xuất phát cao hơn. Bài viết nhắc lại ý nghĩa của các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng hai nước, khẳng định là đối tác tốt cùng có lợi, cùng thắng lợi về kinh tế.
Trung Quốc và Việt Nam không ngừng hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovo Thapaday Hunmanet thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 11 và 12 tháng 12. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hunmanet trên cương vị mới, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Campuchia-Việt Nam. Ông Hunmanet từng đến thăm Việt Nam vào tháng 8 năm 2022 trên cương vị Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hunmanet, cũng là chuyến thăm đầu tiên đến một quốc gia ASEAN. Ông Hunmanet nhậm chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, đến nay vừa hơn 100 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn đó, Thủ tướng Campuchia đã có 4 cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam đều ở nước ngoài. Hiện kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tăng từ mức hơn 5 tỷ đô la Mỹ của năm 2020. Dự kiến trong thời gian ở Việt Nam lần này, Thủ tướng Hunmanet hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hunmanet sẽ có cuộc gặp hẹp, sau đó là hội đàm và chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ đến thăm, trò chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương và dự diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam Campuchia. Thưa quý vị, ngay sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hunmanet. Cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia qua các thời kỳ lịch sử, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước quan hệ chính trị ngày càng gắn bó tin cậy, hợp tác an ninh quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh, thương mại hai chiều đã có bước tiến lớn, tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022 và vượt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Việt Nam tiếp tục đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia với 205 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 2,95 tỷ đô la Mỹ. Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quan trọng giữa chính phủ hai nước, trong đó có cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật và hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới, tăng cường kết nối, giao lưu giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước, cùng phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực để kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phát huy hợp tác quốc phòng an ninh nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở mỗi nước, kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia. Tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng và bộ công an, nội vụ hai nước. Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới và cùng nhau hợp tác đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Hoan nghênh việc hai nước cùng Lào sẽ tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia cấp Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ nhất. Phía Campuchia khẳng định luôn coi trọng và sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Hai thủ tướng nhất trí hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối về hạ tầng cơ sở và kết nối về thể chế chính sách, đẩy mạnh thương mại song phương, đặc biệt là thương mại biên giới và hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước. Về hợp tác biên giới,
hai thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan hai bên đã phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục duy trì, củng cố đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy việc giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các lực lượng chức năng và địa phương giáp biên giới hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ của hai nước, đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng cường kết nối giao thông, trong đó có kết nối đường cao tốc và tăng tần suất các chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước, phối hợp với Lào đẩy mạnh các gói du lịch một hành trình ba điểm đến. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia, hòa nhập tốt với nước sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có duy trì đoàn kết, lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN đối với những vấn đề an ninh, chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục cùng các nước thành viên ASEAN xây dựng cộng đồng ASEAN, tiếp tục tăng cường hợp tác ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, trong đó có việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba đảng cầm quyền Việt Nam, Campuchia, Lào, duy trì và phát huy các cuộc gặp giữa Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo một số bộ ngành của ba nước, ủng hộ Lào hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và AIPA 2024, thúc đẩy hợp tác tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam và tiểu vùng Mekong mở rộng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, hợp tác quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký 3 văn kiện hợp tác, gồm bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Campuchia, bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Campuchia, bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế Campuchia. Thưa quý vị, chiều nay ngày 11 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia do Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Manet dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao và hết sức phấn khởi về mối quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Đồng chí Hun Manet khẳng định Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Đồng chí Hun Manet thông báo với Tổng Bí thư một số nét chính về tình hình Campuchia gần đây, trong đó có việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ mới và kết quả đại hội bất thường Đảng CPP, cũng như kết quả của cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đồng chí Hun Manet khẳng định, với cương vị là Thủ tướng sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, tích cực đóng góp vào việc gìn giữ, tăng cường quan hệ đoàn kết giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, cũng như giữa ba đảng, ba nước, Việt Nam, Campuchia, Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tạo dấu ấn mới trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. Chúc mừng đồng chí Hun Manet được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch CPP và những thành tựu to lớn quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7, Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi to lớn. Quốc hội, chính phủ mới được thành lập, chuyển giao thế hệ lãnh đạo và CPP tổ chức thành công đại hội bất thường. Những kết quả đó thể hiện sự ủng hộ của người dân đối với Đảng Nhân dân Campuchia. Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia và tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ do đồng chí Hun Manet làm Thủ tướng, nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị của Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028 và chiến lược ngũ giác của Chính phủ đề ra. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước.
Tổng Bí thư cũng chia sẻ những tình cảm gắn bó và những kỷ niệm về đất nước Campuchia cũng như với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Campuchia. Tổng Bí thư đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào trên các lĩnh vực và thỏa thuận hợp tác tại kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia. Trong đó nhấn mạnh hai chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành địa phương đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, củng cố trụ cột về hợp tác quốc phòng an ninh, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt năm thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc lấy ý kiến của nhân dân góp ý sửa đổi luật đất đai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thành phố đã đưa ra 6 nhiệm vụ cơ bản trong năm 2024, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng bàn giao cờ đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2024 cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Đâu là xu hướng phát triển sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay? Giải pháp nào để nâng cao vị thế cho hàng Việt tại thị trường trong nước? Tất cả đã được giải đáp tại diễn đàn thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ dùng hàng Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Các cơ quan, đơn vị địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động sản xuất và tiêu dùng hàng Việt, từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ, chính sách khuyến khích, ưu đãi nhằm đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng hàng Việt trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Báo cáo của các địa phương, trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng lớn từ 80 đến 90%, như Co-opmart 90%, Winmart 90%, BRG Retail 80 đến 90%. Các hệ thống phân phối có vốn đầu tư nước ngoài như Aeon, Center Retail, Mega Market, Lotte Mart cũng có nhiều nỗ lực trong việc đóng góp cho cộng đồng bằng việc thu mua, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương, đặc sản vùng miền và giữ tỷ lệ hàng Việt cao trong phân phối của mình. Thưa quý vị, chấp nhận rủi ro từ dòng nước chảy xiết với hy vọng tiết kiệm thời gian và công sức, hàng trăm hộ dân tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hàng ngày phải đối mặt với hành trình nguy hiểm khi lựa chọn lội qua sông Ayun để đến các khu đất canh tác. Bởi nếu muốn đi qua cầu, người dân nơi đây phải đi vòng xa hơn 10 km. Cũng như nhiều hộ dân khác ở thị trấn Phú Thiện có đất canh tác tại bên kia sông Ayun, những ngày này, khi nước sông bớt chảy xiết, gia đình chị Hờ Mon lại tranh thủ vượt sông để đến khu canh tác. Để đến được nương rẫy, họ phải vượt qua dòng nước chảy xiết, đối mặt với nhiều nguy hiểm và rủi ro. Khó khăn lắm, nước nó chảy sâu lắm, đường như hiểm lắm, mưa là không đi được nữa. Đường bên đây nó cũng không đi được nữa. Bên này hết mưa nước cũng tới đây này. Bây giờ là đường đây là không đi được nữa, khó khăn lắm. Mấy chị em là chăn bò nè, xe cộ gì nè, cũng đi là cũng khó khăn, cũng nước sâu. Xe máy là đi vòng vòng qua bên đường kia. Tại khu vực này có khoảng 200 hectare đất của gần 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị chia cắt bởi dòng sông Ayun. Không chỉ nguy hiểm luôn rình rập mỗi khi người dân mạo hiểm vượt sông, mà việc vận chuyển sản phẩm sau khi thu hoạch của bà con cũng gặp nhiều khó khăn. Vì cái việc mà mưu sinh ở phía bên kia sông Ayun thì bà con cũng tận dụng cái việc mà tuyến đường này nó gần đến nương rẫy của mình để bà con đi tắt sang phía bên kia. Chính vì thế cho nên là cái việc mà đi lại là hết sức nguy hiểm. Cái tuyến đường này á, thì thông qua cái sông này á, nếu mà được làm cầu thì nó rút ngắn rất là nhiều thời gian. Từ thị trấn Phú Thiện qua thì khoảng hơn 2 km, nếu mà đi đường vòng thì phải trên 10 km. Trong khi chờ đợi có được cây cầu, thì ngày ngày hàng trăm người dân có đất canh tác phía bên kia bờ sông vẫn phải liều lĩnh bơi qua lại sông Ayun. Để bảo đảm cuộc sống, họ đang chấp nhận rủi ro và cả những nguy hiểm rình rập mỗi ngày.